Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu tới mọi người hãng lò vi sóng Bluestone. Đây là hai dòng lò vi sóng cơ với dung tích là 20 lít và 25 lít. Dòng đầu tiên là model MOB7708B. Hiện tại đang được bán với ở siêu thị với giá là 1.090.000. Dung tích là 20 lít. Công suất tiêu thụ điện là 1.050W. Bảo hành lên đến 24 tháng. Dòng lò vi sóng cơ này sử dụng hai phím hai núm xoay. Trên này là công suất, nó sẽ có từ thấp, trung bình cao hoặc là cao. Ở cái mức công suất này thì mức trung bình thấp là mình sẽ sử dụng để giã đông. Núm tiếp theo là núm về thời gian, thì thời gian tối đa sẽ là 35 phút đấy ạ. Mình sẽ xoay theo cái mức thời gian mong muốn nhé. Thường thì mình hâm nóng thì chỉ khoảng từ 3 đến 5 phút. Giã đông thì mình có thể giã đông theo trọng lượng. Thì từ đây nó sẽ có mức là 2 lạng này, 0,2 này, 0,2 lạng này, 4 lạng, 6 lạng, 8 lạng 1 cân. Thì mình sẽ có, ví dụ mình xoay đến 4 lạng. Và để ở mức trung bình thấp thì nó sẽ tự cái mặc định cái thời gian cần để giã đông cái loại thực phẩm đó cho mình. Sẽ hiển thị trên màn hình LED trên này nhé. Để mở lòng nồi... ở bên trong lò cho mọi người xem. Đây là thiết kế bên trong lò này. Tất cả chỗ này là phần là lớp chống dính ceramic này. Mình để mình dễ lau chùi vệ sinh. Đây là phần đĩa quay bằng thủy tinh. Đây, chân đế đấy ạ. Với nguyên dung tích 20 lít như thế này thì mình có thể sử dụng trong gia đình từ khoảng 4 đến 6 người. Cửa kính hai lớp ạ. Cửa kính hai lớp. Thiết kế vỏ màu đen dễ dàng vệ sinh và rất là sang trọng lịch sự. Tiếp theo là dòng lò vi sóng với dung tích là 25 lít MOB7733. So với cái dòng lò vi sóng lúc trước mình có nói thì dòng này nó sẽ là 25 lít, to hơn dòng trước. Thiết kế bên trong và cửa kính thì giống nhau. Và đều là có lớp chống dính ceramic như vậy. Và cửa kính hai lớp này. Núm xoay thì giống hoàn toàn giống nhau luôn. Và dòng này thì mình sẽ là bấm nút ở đây. Cánh cửa mình sẽ mở là bấm nút. Bấm như này các bạn nhé. Còn bên này mình sẽ là kéo cánh này. Đấy. Cái này thì tùy theo sở thích của mọi người thôi. Mình thích kéo hoặc thích bấm thôi. Cái dòng 25 lít này với dung tích lớn hơn thì đương nhiên là cái công suất tiêu thụ điện cũng sẽ lớn hơn là 1.400W. Nó sẽ mạnh cái công suất là làm nóng, hâm nóng nó sẽ nhanh hơn. Về lò này thì phù hợp với những gia đình từ khoảng 5 đến 6 người, 6 người. Hoặc là mình hay sử dụng lò vi sóng để hâm nóng nhiều thì mình có thể sử dụng loại này. Nếu không thì các bạn có thể lựa chọn cái dung tích nhỏ hơn là 20 lít. Thì hai giá thì nó sẽ khác nhau một chút, bởi vì là dung tích lớn hơn và công suất lớn hơn, cho nên là cái giá bán hiện tại cũng sẽ là cao hơn 1.890.000 và cũng đều được bảo hành lên đến 24 tháng giống nhau ạ. Thiết kế của hai lò vi sóng mình đánh giá là rất là đẹp, sang trọng và dễ dàng vệ sinh. Để trong căn bếp thì rất là đẹp. Để biết thêm chi tiết thì mọi người có thể qua trực tiếp siêu thị tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, siêu thị điện máy Ecomart, hoặc là mình truy cập vào trong web của ecomart.vn để bên mình tư vấn thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.